Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 3 năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hội nghị đánh giá trong tháng qua, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, kiểm soát ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới biển đảo. Các cơ quan đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, quyết liệt thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Bên cạnh đó, toàn quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai chiến lược phát triển văn hóa trong quân đội đến năm 2030, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách và bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của toàn quân. Đặc biệt là trong tháng mà có ra quân huấn luyện trong điều kiện dịch bệnh và một cái tháng triển khai nhiều cái nhiệm vụ cho một năm huấn luyện, thì trong cái điều kiện mới, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đi kiểm tra rất nhiều đơn vị, báo cáo công chí để kiểm tra đánh giá. Đây là những cái cố gắng rất lớn của tất cả các cơ quan đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực, nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Ngay từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã yêu cầu kết nối đường truyền, kiểm tra công tác ứng trực, thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển của cán bộ chiến sĩ các tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư. Thăm hỏi về tình hình thực hiện nhiệm vụ và đời sống của cán bộ chiến sĩ, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biển đảo, thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả. Ở đấy điều kiện thời tiết thế nào? Khả năng chịu được sóng cấp mấy? Cố gắng để bảo đảm đúng luật pháp quốc tế và cái luật biển Việt Nam nha. Cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tốt và sức khỏe tốt. Cảm ơn. Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh các cơ quan đơn vị cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng và đội tuyển hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022. Chú trọng huấn luyện điều lệnh, tổ chức tốt hội thi bắn tỉa, pháo binh và cứu hộ cứu nạn toàn quân. Kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Nghiên cứu bảo đảm chế độ chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù, chủ động tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng và tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016-2021. Nhân kỷ niệm 50 năm chiến dịch Nguyễn Huệ, sáng nay Viện Lịch sử Quân sự tổ chức hội thảo khoa học Chiến dịch Nguyễn Huệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm chiến dịch Nguyễn Huệ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhìn lại sự kiện lịch sử trọng đại này, tự hào về những chiến công của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội nhân dân cần phát huy và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ chiến dịch Nguyễn Huệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cách đây 50 năm, ngày 1 tháng 4 năm 1972, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta đã mở chiến dịch Nguyễn Huệ và giành thắng lợi quan trọng, làm thay đổi cục diện chiến trường miền Đông Nam Bộ. Cùng với các chiến dịch trong tiến công chiến lược năm 1972, chiến dịch Nguyễn Huệ góp phần tạo nên bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh cách mạng, làm phá sản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn,
buộc chúng phải ngồi lại vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 80 báo cáo tham luận gửi đến hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm quý từ chiến dịch, cung cấp thêm những tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và giáo dục có giá trị về lịch sử chiến tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao mở rộng do Campuchia chủ trì diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 3 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN và ASEAN Cộng. Hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN xem xét thảo luận về các dự thảo mới do Campuchia đề xuất, bao gồm tài liệu khái niệm về tăng cường hợp tác giữa lực lượng quốc phòng các nước ASEAN trong kiểm soát dịch bệnh xuyên biên giới, tài liệu khái niệm về tăng cường cơ chế hỗ trợ nữ quân nhân ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, tài liệu khái niệm về thiết lập quan hệ hợp tác giữa các học viện quốc phòng ASEAN, điều khoản tham chiếu trung tâm chất lượng cao ADMM về an ninh mạng và thông tin, tài liệu thảo luận về việc nghiên cứu lịch sử quân sự nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững. Hội nghị cũng tập trung thảo luận dự thảo tầm nhìn Phnom Penh về vai trò của cơ quan quốc phòng các nước ASEAN trong hỗ trợ phục hồi sau COVID-19 và các tuyên bố chung của ADMM và ADMM Cộng, cũng như việc tổ chức các cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với các nước cộng năm 2022. Trong khi đó, hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao mở rộng cập nhật kế hoạch hoạt động của các nhóm chuyên gia ADMM Cộng chu kỳ 2021-2023, thảo luận tuyên bố chung của hội nghị ADMM Cộng trên cơ sở kết quả đạt được tại hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN. Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, vừa bảo đảm lợi ích của Việt Nam và vừa thể hiện sự ủng hộ các quyết định của nước chủ tịch Campuchia đúng với tinh thần chủ đề ASEAN 2022, đoàn kết vì an ninh hài hòa. Sáng nay, thành phố Hà Nội đã khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2022. Tham gia hội thi năm nay có gần 100 thí sinh là các đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp quận, huyện, thị xã và chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các thí sinh sẽ tham gia thi nhiều nội dung, trọng tâm là thi xây dựng và bảo vệ kế hoạch của cấp huyện, xã, thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm và bắn đạn thật súng K54 bài 1C. Năm nay, ban tổ chức đã đưa một số nội dung mới với yêu cầu cao, đòi hỏi các thí sinh tham gia phải nghiên cứu nhiều văn bản và nắm chắc nội dung toàn diện để vận dụng vào thực tiễn trong quá trình thực hiện các bài thi. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, trình độ năng lực trong tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ cho cán bộ, ban chỉ huy quân sự các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời là dịp để tuyển chọn thành lập đội tuyển tham gia Hội thi pháp luật dân quân tự vệ toàn quốc sắp tới.